Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên Vũ Audio Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn top 4 mẫu music server có mức giá tầm khoảng 50 triệu đổ lại. Và bây giờ mình cũng bắt đầu nhé. Thì đầu tiên, bên cạnh mình đây chính là chiếc music server của Eversolo. Đây là một thương hiệu của Trung Quốc và sản phẩm cũng là made by China luôn nha các bạn, chứ không phải là made in nha, là của nội địa Trung Quốc luôn. Đầu tiên mình đánh giá về cái ngoại quan nha. Chất lượng hoàn thiện cho đến cái thiết kế, họ làm rất là chỉnh chu, từ cái nước sơn cho tới các bề mặt phay xước hoặc là các lá tản nhiệt xung quanh nè, nó đều có độ hoàn thiện rất là cao. Nó không có bị quá bén và các mối nối nó cũng liền lạc nữa. Phần mặt trước thì chiếc music server này nó có một cái màn hình hiển thị kích thước là 6 inch và có thể cảm ứng được luôn. Bên phải đó chính là cái nút chỉnh âm lượng và cũng là nút nguồn luôn các bạn. Bên trái này thì chỉ là cái logo thôi. Rồi thì con music server này á, nó có một cái điểm đặc biệt, đó chính là việc phản chiếu màn hình trên điện thoại. Đây mình sẽ hình dung cho các bạn thấy, khi chúng ta mà thao tác ở trên điện thoại, đây ví dụ mình vào phần setting thì tương ứng trên music server và điện thoại nó cũng sẽ hiển thị như nhau luôn, nó là phản chiếu màn hình luôn. Các bạn có thể điều khiển rất là trực quan, lựa chọn bài hát cho tới là việc vào app. Con này do là nó sử dụng cái hệ điều hành Android 11 đó, thành ra là nó có app riêng như các bạn. Và phía mặt sau đó là về các cổng kết nối, ở đây là có phần dây nguồn, kế bên đây là cổng LAN và cổng LAN này là tốc độ gigabit luôn nha các bạn. Kế bên là cổng HDMI. Cái cổng HDMI này thì là để chúng ta có thể kết nối với TV để lấy âm thanh từ TV để nâng cái chất âm của TV ra. Các cổng USB cũng như là các cổng số in out thì có optical, có serial và cũng như các con đát cao cấp khác thì đều có cổng RCA và cổng ba lăng. Còn phía trên đây là ba cái anten cho Bluetooth rồi Wi-Fi. Có một cái nữa là ở phía dưới này hãng trang bị cho chúng ta thêm một cái vị trí để cắm cái cổng SSD. Về sau này á, các music server hầu như là đều đã bỏ đi cái HDD vì nó gây ra tiếng ồn. Cái tiếng mà hoạt động của cái ổ HDD nó rất là khó chịu. Và chất âm của cái music server này á, thì mình đánh giá trong cái phân khúc tầm 24 triệu như con này thì nó là đỉnh nhất rồi. Về cái âm sắc nè, cái tiếng chép, tiếng bass, mọi thứ nó đều rất là rõ ràng. Tuy nhiên á, cái phần âm hình của nó chưa thực sự là xuất sắc. Nhưng mà đổi lại về những cái như là trải nghiệm nè và tính năng, đa tính năng, đa thể loại như vậy á, thì mình nghĩ nó rất là hợp lý cho chúng ta. Ngoài ra với con A6 này nó còn một phiên bản nữa để nâng cấp cái chất âm lên, đó chính là phiên bản A6 Master đây. Đó, các bạn có thể thấy là nó có một cái logo màu vàng. Master ở đây thực chất bên trong của hai con nó đều như nhau và hãng chỉ có nâng cấp thêm một số ốc em cũng như là mạch bên trong để cho cái âm thanh nó chính xác hơn. Thì mình cũng đánh giá luôn cái con A6 Master này á, nó có tầm giá nó đắt hơn khoảng là 8.900.000, nhưng mà cái chất âm của nó cho ra thì rất là đáng đồng tiền nha các bạn. Nó sẽ chi tiết hơn và nó chính xác hơn nhiều so với dòng A6 dưới. Và chiếc music server tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là chiếc Cambridge CXN100. Đây là một cái phiên bản mới nhất và nó thay thế cho dòng CXN V2 đã rất là nổi tiếng trước đây trong giới hi-fi. Thương hiệu Cambridge này xuất xứ từ Anh Quốc nhưng mà sản xuất thì họ cũng là họ sản xuất nhà máy ở Trung Quốc. Thì mình cũng muốn so sánh với cho các bạn về giữa các dòng, một là made in China và một là made by China. Đầu tiên thì mình nói về phần thiết kế cũng như là cái độ hoàn thiện nha. Cái dòng CXN cũng như là cái dòng CX series nói chung của Cambridge thì mình cũng đã có những video review trước rồi. Cái độ hoàn thiện và cái thiết kế của nó rất là tinh gọn và nó sang trọng. Đó, các bạn có thể thấy cái màu xám của họ. Nhìn cái chất liệu mà làm vật liệu của họ là nhôm nha các bạn, nhôm hoàn toàn luôn. Và cái phần mặt trước này á là cái nhôm phay. Ở phía trên này thì nó cũng là một màu xám đậm. Về phần mặt trước thì chiếc Cambridge này nó có cái màn hình hiển thị nó sẽ nhỏ hơn nha các bạn. Và các phím của nó thì đều là phím bấm.
Tuy nhiên thì nó cũng có remote đi kèm nên các bạn cũng không cần quá lo ngại. Với lại chúng ta thường sử dụng các đầu music server hầu hết đều là sử dụng qua điện thoại nên cũng không quá quan trọng cái phần nút bấm này. Chủ yếu là nếu mà nó quá nhiều thì nó hơi rối cái phần mặt trước, nó bớt sang trọng đi cái thiết bị của chúng ta thôi. Với cái dòng này thì cũng có một cái nút âm lượng ở bên phải. Riêng đối với cái dòng ZN V2 cũ á, thì hãng đã thay đổi một chút cái núm này nè. Chúng ta vặn nó cảm giác nó rất là nhẹ. Nó nhẹ hơn nhưng mà cái này nó mình cũng không hẳn là thích. Bởi vì nó quá nhẹ thì khi mà chúng ta chỉnh nó, cái độ mà chúng ta cảm nhận được cái âm lượng á, nó sẽ không như cái đời cũ. Còn cái màn hình thì mình thấy nó cũng không có gì là nâng cấp hết. Và các cổng kết nối ở phía sau nó cũng sẽ tương tự như các music server khác. Cổng cắm nguồn. Hai cái anten này á, ở phiên bản này nó là một điểm nâng cấp của cái dòng ZN. Bởi vì phiên bản trước họ dùng một cái USB Wi-Fi. Đa phần các cái USB Wi-Fi theo thời gian nó có thể bị lỗi. Nó rất là hay bị lỗi hoặc là bị gãy cái chân á. Còn hãng bây giờ đã tích hợp bên trong cái mạch rồi. Nên đó còn là một điểm nâng cấp. Các cổng kết nối thì mình thấy vẫn như là cũ thôi. Vẫn có cổng USB để kết nối với ổ cứng nè. Và hãng cũng đã loại bỏ ở phía trước cái cổng USB như con đời cũ nha các bạn. Cổng LAN Internet. Cổng USB audio là chúng ta cắm để dùng làm DAC. Các cổng số input, output cũng như là các cổng ra của DAC là gồm là RCA và ba lăng đầy đủ. Có một cái cổng ở trên con ZN này tới giờ hãng vẫn chưa làm, đó chính là cái cổng HDMI mà như mình phân tích ban đầu về cái con Eversolo. Nó có thể kết nối với TV để nâng cấp chất âm của cái TV lên. Ngoài ra còn thêm một điểm nữa thì con này chúng ta chỉ có thể kết nối ổ cứng qua USB chứ không có gắn được SSD như là cái dòng Eversolo ban đầu mình nói. Về phần chất âm, đối với dòng ZN thì trước giờ họ vẫn giữ một cái chất âm thiên sáng của Anh Quốc. Điểm đặc biệt của các dòng ZN đó chính là về cái âm hình sân khấu. Họ làm được những cái âm hình sân khấu rất là chi tiết, cũng như là các âm sắc ở dãy cao. Nó là tuyệt vời nha các bạn. Thậm chí khách của mình có nhiều khách sử dụng con ZN này để phối ghép cho những bộ dàn 2N để có được cái âm hình sân khấu rất là tốt. Tuy nhiên về cái âm bass của cái dòng ZN này nó sẽ không được sâu cũng không được đầy tiếng như những dòng Eversolo mà mình giới thiệu. Ngoài ra về cái phần trải nghiệm á, đối với phần mềm của Cambridge họ có viết phần mềm riêng, đó là phần mềm Stream Magic. Nó rất là mượt và cái hệ điều hành cũng là coi như là hệ điều hành của riêng họ so với Eversolo là cái hệ điều hành mà Android. Và cuối cùng đây chính là chiếc music server của Eversolo có mã là A8. Về thiết kế cũng như là màu sắc, chiếc Eversolo này nó sẽ tương tự như cái Eversolo A6 và A6 Master thôi. Tuy nhiên cái kích thước của nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Và cái kích thước này mình cũng thấy nó hơi bị ngắn so với cái kích thước 43. Nó chưa tới 43. Đó, thành ra là nếu mà các bạn mà có cái âm ly mà nó đạt chuẩn á, thì nó cũng hơi nhỏ so với những cái âm ly đó. Và còn phần còn lại thì về thiết kế cái núm xoay âm lượng, các bạn có thể nghe được các cái rờ le thay đổi âm lượng của mạch rề bên trong. Đó, nó chạy vậy đó. Nghe rất là cảm giác nha các bạn. Khi mà vặn vậy nè, các bạn có thể cảm giác giống như là mình nút cơ luôn đó. Còn màn hình hiển thị thì nó cũng tương tự như dòng A6 và A6 Master. Phần mặt sau thì chiếc Eversolo A8 này cũng có các cổng tương tự. Cổng cắm nguồn, nút nguồn, cổng Gigabit LAN. Cổng Gigabit này cho cái tốc độ mạng chúng ta nó ổn định hơn các cổng LAN bình thường. Và phần Digital Out hãng cũng cung cấp cho chúng ta đầy đủ là Optical Coaxial USB. Tuy nhiên nó có một cái cổng đặc biệt, đó chính là cái cổng EES này á, là dành cho chúng ta out ra cổng HDMI. Tuy nhiên nó có một cái giao thức khác biệt so với các cổng HDMI bình thường. Nó nhằm để cho chúng ta có một cái chất âm chuyên về nghe nhạc hơn. Rồi các cổng Digital In cũng như các dòng DAC và Music Server khác có cổng HDMI ARC nè. Rồi USB làm DAC, dùng DAC của Music Server. Có hai cổng số, Optical 1, Coaxial 1, Coaxial 2, Optical 2. Các cổng out của thiết bị này á, thì nó cũng là một cổng RCA và một cổng ba lăng. Tuy nhiên nó còn thêm một cái cổng in, analog in. Đối với các thiết bị mà cao cấp cho music server hay là DAC
thì chúng ta sẽ có những cái cổng analog in này để dùng cho chơi những cái mâm thang hay là băng cối cao cấp, những dòng high-end rồi các bạn. Và cuối cùng mình đánh giá về phần chất âm của cái dòng Eversolo A8 này. Nó cho chúng ta một cái nền âm rất là tĩnh luôn nha các bạn. Và âm sắc từ âm treble, âm bass, âm mid, mọi thứ nó đều làm rất là tốt. Quan trọng nhất là chính là cái phần âm lượng. Đó, như nãy mình có chỉnh cho các bạn nghe nè. Đó, cái mạch bên trong là mạch A2A đó. Đó là mạch cao cấp, dùng những cái linh kiện điện trở chính xác tuyệt đối. Những cái linh kiện đó cùng với DAC của con này là dòng cao cấp của AKM thì nó cho chúng ta một cái chất âm cao cấp nhất đối với cái dòng Eversolo này luôn. Tuy nhiên, ngoài những cái âm sắc ra, những cái độ chi tiết ra thì con này á, so với lại cái dòng Cambridge mà mình có nhắc đến á, thì nó sẽ không tạo được cái âm hình sân khấu tốt như là Cambridge nha các bạn. Nó hơi bị ngợp, nó hơi bị tù xíu. Và bây giờ mình sẽ tổng kết lại cũng như là gợi ý vài điểm để các bạn có thể lựa chọn chiếc Music Server nó phù hợp cho chính mình nha. Nếu các bạn là một người mới tập chơi và muốn lựa cho mình một chiếc Music Server cơ bản thì các bạn hãy lựa chọn chiếc Eversolo A6 này. Trong cái mức giá là 24 triệu thì mình khẳng định luôn là chất âm của nó là hàng đầu luôn, cũng như là về tính năng trải nghiệm. Còn nếu các bạn muốn nâng cấp hơn về cái trải nghiệm âm thanh, nghe nó được tinh tế hơn thì các bạn có thể nâng cao lên thêm 8 triệu 900 ngàn nữa để sở hữu cái dòng A6 Master trên nha. Còn cái dòng A8 thì nó sẽ phù hợp cho các bạn chơi nâng cao và chúng ta có những cái bộ dàn high-end chẳng hạn, hoặc là những cái thiết bị mà nó pro ship thì nó sẽ phù hợp với cái mức giá là 52 triệu 500 ngàn. Và đối với các dòng Music Server của Eversolo thì các bạn có thể chơi nhạc từ trực tiếp từ TV xuống qua cổng HDMI. Đó là một cái lợi thế so với dòng Cambridge. Và riêng cái dòng Cambridge Audio này nó sẽ phù hợp cho chúng ta nếu mà chỉ chơi thuần âm thanh nha các bạn. Nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm với âm hình sân khấu rất là rõ ràng, cũng như là về độ chi tiết. Tuy nhiên thì như ban đầu mình có nói là về cái âm bass của nó sẽ không được như những cái dòng Eversolo, thì cái này các bạn cũng phải cân nhắc. Cái mức giá của cái Cambridge DSN100 này nó sẽ rơi vào khoảng 37 triệu nha các bạn. Mình hy vọng qua cái clip này thì các bạn cũng có thể lựa chọn cho mình một chiếc server nó phù hợp dựa trên những cái mà mình đã tư vấn các bạn trên đây ha. Và nếu các bạn thấy video hay hãy để lại một like, subscribe để ủng hộ kênh của Tiên Vũ, cũng như là tạo cho mình động lực thêm để ra những video tiếp theo về các bộ dàn hay là các thiết bị tương tự giới thiệu với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.